Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 17 tháng 6 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có về những cái mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và với cái cước phí rất là ưu ái như vậy thì khi cô chú anh chị đặt lan bên em, cước khoảng tầm 10 kg chỉ khoảng 70-80.000 và 5-6 cân cũng chỉ rơi khoảng tầm 45 cho đến 55.000 thôi cô chú anh chị nhé. Nên là cô chú anh chị hết sức là yên tâm luôn khi mà đặt lan bên em ạ, về cước phí vận chuyển ạ. Và đặc biệt là hôm nay thì bên em có những cái giỏ dáng hương đuôi cáo khủng, những cây phú thọ HO giá chỉ từ 20 đến 30.000, hàng chuẩn ươm ki, rất là nhiều những cái mặt hàng kg đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và những cái lô hồ điệp ấn hôm nay thì em lại có một ít cái hàng hồ điệp ấn để cô chú anh chị có thể sưu tầm nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái lô hải yến. Cô chú anh chị thấy là những cây hải yến hàng lá xếp rất là đẹp như thế này, với sắc hoa tím rất là quyến rũ ạ. Em bán dòng hải yến này với giá chỉ có 130.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em có một cái lô vanda rừng, hàng cây lá xếp rất là xinh đó, có hai cây lá xếp rụt thẳng tắp rất là đẹp này, và một cái phần bên này nữa. Và cái lô vanda này em chỉ bán có 40.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây thì em có dòng lan dáng hương đuôi sóc. Đuôi sóc đuôi trồn, những cái cây lan mà có sắc hoa rất là đẹp, trong những cây dòng dáng hương hoa tuyệt vời đấy ạ. Và dáng hương đuôi sóc này em chỉ có bán 120.000 trong 1 kg thôi, cây vừa tầm, không quá lớn, không quá nhỏ, rất là vừa tầm ghép luôn ạ. Sang bên này đây thì em có dòng lan tiểu hồ điệp rừng nhá cô chú anh chị nhá. Dòng lan tiểu hồ điệp rừng, nói là tiểu hồ điệp rừng nhưng mà cần hoa của nó vươn cực kỳ là cao và hàng khô ráo, cô chú anh chị mua sẽ rất là lợi cân. Đó, rất là lợi cân luôn cô chú anh chị ạ. Cần hoa của nó có thể vươn cao khoảng tầm 30-40 cm luôn đấy ạ. Nói là tiểu hồ điệp rừng là như vậy thôi. Nhờ, tuy nhiên thì cần hoa vươn rất là cao và đa sắc màu đẹp tuyệt vời luôn ạ. Và tiểu hồ điệp này em chỉ bán có 140.000 trong 1 kg thôi. Và em sẽ bán từ 0,3 kg thôi luôn đấy ạ. Thì cô chú anh chị có thể ghép cho mình những chậu hồ điệp rất là đẹp. Cô chú anh chị nào mà có thiếu thẩm mỹ tốt có thể trồng những cái trụ, những cái tác phẩm tiểu hồ điệp rất là tuyệt vời luôn trong sân vườn đấy ạ. Và sang bên này đây thì em có dòng lan dáng hương bạch nhạn, cho ai yêu mến cái dòng hoa màu trắng đấy ạ. Hương thơm dịu ngọt tuyệt vời luôn. Và dáng hương bạch nhạn này thì em xin phép bán với giá là 160.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. 0,3 kg cũng thoải mái cô chú anh chị được những cái giò bạch nhạn rất là tuyệt vời rồi ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan nhất điểm hồng nhé. Cái dòng hàng mà có hoa màu trắng cánh sáp bóng và hạng điểm xíu hồng rất là quyến rũ như thế này cô chú anh chị này. Hoa khá là lớn luôn ạ. Em bán có 120.000 cho 1 kg dòng nhất điểm hồng này thôi. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương tam bảo sắc. Thì nói chung cái dòng dáng hương tam bảo sắc này thì hàng hiện tại là đã nở hoa rồi, nên là em không biết cái chắc chắn là cái màu hoa của nó như thế nào. Nhưng mà cái thời điểm hiện tại thì em thấy là đang có một bông hoa còn sót lại. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy là nhìn ở bên ngoài về cái sắc hoa vàng của nó, nếu như chỉ không nhìn thân lá mà chỉ vặt ra thôi, chắc là cô chú anh chị cũng khó phân biệt được đâu là hoàng nhạn và đâu là tam bảo sắc. Mấy mùi hương của nó không kém cạnh cái hoa của dòng tam hoàng nhạn đâu cô chú anh chị nhá. Đó, hoa thì cực kỳ là thơm luôn. Đây là dòng dáng hương tam bảo sắc. Và dáng hương tam bảo sắc này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 160.000 cho 1 kg thôi. 1 kg cô chú anh chị có thể ghép được những trụ, những cái giò tam bảo sắc để đến mùa hoa, cái không gian cô chú anh chị có thể ngập mùi hương tuyệt vời luôn. Đó là dòng dáng hương tam bảo sắc, hoa vô cùng là thơm ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng phi hạc cô chú anh chị nhé. Dòng lan hoàng phi hạc ạ. Dòng hoàng phi hạc này thì
Hoa có nhiều cái màu sắc và cái bông hoa của nó cực kỳ là sắc nét luôn. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan hoàng phi hạc ạ. Có những cái cây thì có thể họng đen, có những cây họng vàng cô chú anh chị nhé. Hoa có thể vàng đậm, vàng nhạt ạ. Hoa thì sắc nét đẹp như thế này rất là bền hoa, dễ trồng, dễ chăm. Em bán 1 kg hoa gam hoàng phi hạc này với giá là 140 và cô chú anh chị có thể thấy là cây giống rất là khỏe, rất là đẹp như thế này. Và sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương quế tím. Dòng dáng hương quế tím với sắc hoa tím cực kỳ là đậm luôn. Trong hình này thì chưa lột tả được hết cái sắc đậm của cái dòng quế tím này đâu ạ. Nếu mà cô chú anh chị nhìn thấy thực tế thì hoa của nó còn đậm và sáng màu hơn rất là nhiều nữa. Đó, dòng dáng hương quế tím chỉ vài thân mà người ta có thể cho tác phẩm đẹp như thế này nhá. Và dáng hương quế tím này thì em xin phép được bán với giá là 150.000 cho 1 kg thôi. Và em sẽ bán từ 0,3 kg. Nói chung là cái hàng rừng mà mùa nắng nóng thì không tránh khỏi là một số lá có thể bị vàng đâu ạ. Tuy nhiên thì cái mùa này đang là mùa ghép dáng hương đẹp cô chú anh chị nhá. Và tiếp sang bên này đây thì em có những cái lô hồ điệp ấn. Cái dòng lan hồ điệp ấn, một cái dòng hàng mà hiện tại thì chắc chắn là trên rừng ạ. Nhiều nơi thì gần như là trên rừng là gần như là không còn cô chú anh chị ạ. Gần như là dòng vào dạng như là tuyệt chủng rồi. Và cái dòng lan hồ điệp ấn này, dòng lan hồ điệp ấn này có một cái điều rất là đặc biệt như thế này. Là cái cần hoa của nó không chỉ nở một mùa, mà ở đây ấy, thì em thấy là có những cái cây thì nó đã nở hoa rồi trong một mùa hoa nhé. Thì những nhánh hoa còn lại nó lại tiếp tục là phát triển và lại tiếp tục là cho một cái lứa hoa mới. Tức là trong một mùa hoa sẽ có nhiều cần hoa liên tiếp nở trong cùng một cái mùa hoa như vậy. Ở đây thì hôm nay em có 4 phần duy nhất thôi để cô chú anh chị có thể sưu tầm nhé. Cái hình này là gọi là hình số 1 này. Em gọi đây là hình số 1 cô chú anh chị nhé. Hình số 1 này có tất cả là 11 cây hồ điệp ấn. Và hình này em xin phép được bán với giá là 90.000 ạ. Hình số 2 thì có 7 cây em cũng bán 90.000. Đó, 90.000. Và hình số 3 có 9 cây. Hình số 3 9 cây và lô này em xin phép được bán với giá là 100.000 nhé. Và hình số 4 ạ. Hình số 4 này có tất cả là 6 cây. Đấy, 6 cây có những cây rất là lớn luôn. Hình này thì em cũng bán 90.000 thôi. Đó. Và sau bên này đây sẽ là những cái lô hoàng nhạn. Hiện tại thì em còn có vài một ít hoàng nhạn này thôi. Đấy. Hoàng nhạn thì em nghĩ rằng chắc chắn cô chú anh chị biết rằng là ít có loại lan nào mà có hoa sánh thơm bằng cái dòng hoàng nhạn đúng không ạ? Cái dòng hoàng nhạn thì em có cái hình hình này gọi là hình số 1 này cô chú anh chị này. Hình số 1 này em có bao nhiêu cây? Cây này rất là đẹp luôn này. Cây số 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 cây. 9 cây tất cả cô chú anh chị nhá. Đó. 9 cây hoàng nhạn này em bán với giá chỉ có 100.000 ạ. Và hình số 2 lô này có 9 cây. Lô này có 9 cây, tuy nhiên thì cây nó sẽ bé hơn cái lô bên kia và em bán với giá chỉ có 70.000. Đấy, cây nó xấu hơn và bé hơn nhá, 70.000. Và hình tiếp theo là hình số 3, một cái cây hoàng nhạn siêu VIP luôn. Đó, cực kỳ là VIP, vừa rồi có hai cái cần hoa rất là dài và đẹp luôn. Này cô chú anh chị này, cây này cực kỳ là giá trị luôn. Thêm bên này là còn có hai cây này nữa này cô chú anh chị này. Đấy, tổng là 3 cây như vậy nhá. Với lô này thì em xin phép được bán với giá là 120.000 cho lô này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số. Hình tiếp theo sẽ là hình số. Ồ, cái hình này là gọi là hình số 8 à. Chả hiểu sao lại gọi hình này hình số 8 luôn. Hình số 4 rồi, đây là hình số 5. Hình số 5 hoàng nhạn này. Đó, hình số 5 hoàng nhạn này có 4 cây cô chú anh chị nhá. 4 cây này thì em xin phép được bán với giá là 100.000. Hình tiếp theo sẽ là hình số 6 cũng là 4 cây. 4 cây này thì em cũng bán là 100.000 ạ. 4 cây cô chú anh chị ạ, 100.000. Và hình số 7, lô này có 10 cây. 10 cây hoàng nhạn như vậy em bán với giá là 120.000. Và hình bên này là hình số 8 chứ không phải là hình số 3 đâu ạ. Hình số 8 là một cây siêu VIP đây cô chú anh chị, cây cực kỳ là to. Và bên này có hai cây nữa, hình này em bán với giá là 3 cây này 120.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 9, hình này thì có hình số 9 này. Hình số 9 này có 9 cây ấy, em bán 70.000. Hình số 10 thì lúc này em giới thiệu rồi ạ. Hình số 10 này có 8 cây. Đó, có 8 cây và em bán là 100.000. À có, không phải 8 cây mà có 9 cây chứ, 100.000 cho hình này. Và bên này là em có cái dòng lan hài vệ nữ với giá là 60.000 trong 1 kg. Cái dòng lan hài vệ nữ này thì giá cực kỳ là rẻ, nhưng mà về mặt thẩm mỹ hoa của nó không kém cạnh bất kỳ một cái dòng lan nào đâu cô chú anh chị nhá. Chẳng qua hiện tại thì ở bên ngoài cái bên ngoài tự nhiên ấy thì nó còn nhiều nên là cái dòng này hoa nó thì nó sẽ rẻ thôi cô chú anh chị ạ. Nó còn dễ thuần dễ chăm và hoa của nó rất là đẹp. Nửa kg cô chú anh chị được những giò rất là to rồi đấy ạ, hải vị nữ.
Sang bên này thì em có hoàng thảo đơn can. Hiện tại thì cây rất là khô ráo cô chú anh chị ạ, và đang lên mầm như thế này. Để cô chú anh chị có thể sưu tầm và trồng thử nhé cô chú anh chị nhé. Đấy thì cái hoàng thảo đơn cam này em bán với giá là 620.000 trong kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg ạ. Bán từ 0,1 kg, hiện tại cây đang lên mầm cô chú anh chị nhé. Bên này thì em có hai lô hài trần liên. Hài trần liên thì về cô chú anh chị bây giờ về trồng ấm chậu là cây nó sẽ bắt đầu là cho nụ cho hoa rồi ạ. Và hai lô hài trần liên này thì mỗi một lô như thế này em chỉ bán là 70.000 thôi. Hôm nay em còn hai lô duy nhất và em sẽ bán xả nốt với giá là 70.000 trong một lô. Sang bên này thì em có một cái lô quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8 này. Lô này không biết là bao nhiêu cây. Lô này có tất cả là 6 cây quế lan hương. Em bán thanh lý xả cái lô này với giá là 140.000 cho lô quế lan hương này. Và bên này là những cây quế lan hương cũng như là một cái cây nhện. Đó, hàng này thì lỗi lá thôi em bán với giá là 30.000 đi cô chú anh chị này. À, sang bên này là em có những cái cây đai châu hồng cánh sen và đỏ sắc pháo rất là đẹp mà hàng hoa Tết cô chú anh chị nhé. Với giá rẻ để giao lưu cùng cô chú anh chị. Trước tiên thì em có cái chậu đai châu này trước đã. Cái chậu đai châu này, chậu hàng gỗ này cô chú anh chị này. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Đó, cái chậu đai châu, chậu gỗ này nhá. Cái hàng cây bản lá mít, lá gân này. Lá rất là ngắn cô chú anh chị ạ. Cây này bao nhiêu cặp lá? 2, 4, 5 cặp lá nhá. Không hề bỏ lá chân một xíu nào và không hề lỗi lá luôn ạ. Xếp mít rụt rất là đẹp như thế này. Và ngoài ra thì bên này, đó, cây bên này thì còn có thêm một cây nhỏ nữa. Cây nhỏ bên này cũng đang có 2, 4 cặp lá cô chú anh chị này. Đấy, là một cái cây cặp đai châu hồng cánh sen, mít rụt, bản lá ngắn cực kỳ là đẹp. Và chậu này thì em xin phép được bán nó với giá là 320.000 cô chú anh chị nhá, 320.000. Còn bên này sẽ là những cái cây cũng là đai châu hồng cánh sen. Là một trong những cái mặt đông đai châu cô chú anh chị biết rồi ạ, đẹp nhất trong tất cả những cái mặt đai châu và có giá trị nhất. Đấy, giá trị nhất cô chú anh chị nhá. Đây này, cây này cây nhỏ, cây này cây lớn của chú anh chị có thể nhìn và so sánh giúp em. Cái hàng cây bé thì lá cũng đẹp rồi nhưng so với cây lớn thì cây chậu 350 này thì nó sẽ còn bé hơn rất là, 320 này bé hơn rất là nhiều luôn ạ. Ở đâu nhỉ? Chậu này em bán là 320 à? Những cây hồng cánh sen hàng chậu nhựa kìa, em bán giá chỉ có 110.000 cho một chậu thôi. Và cô chú anh chị thấy là những năm trước là nó đã cho hoa rồi cô chú anh chị nhá. À, chắc chắn một điều là năm nay cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa. Và sang bên này sẽ là những cái cây đai châu đỏ sắc pháo. Và cô chú anh chị biết rằng hồng cánh sen hay đỏ sắc pháo để nở đúng vào thời điểm Tết là những cái mặt bông phải nói là hết sức là tuyệt vời cho để cô chú anh chị thưởng thức trong những ngày Tết ạ. Cũng với giá chỉ có 110.000 trong cái chậu đỏ sắc pháo và chậu hồng cánh sen hàng chậu nhựa. Đấy, một cái châu chậu gỗ sót lại cực VIP, chậu 2 cây rất là đẹp này. Sang bên này đây sẽ là dòng Samurai, một cái loại lan mà hoa trắng mượt là vô cùng là thơm cô chú anh chị ạ. Hàng này thì nó sẽ nở rất là nhiều lượt hoa trong một năm cô chú anh chị nhé. Nở rất là nhiều lượt hoa trong một năm ạ. Hoa trắng không tì vết và hương thì thơm vô cùng luôn. Em bán một cái chậu Samurai như vậy rơi vào ít nhất là 3 cây trong một chậu, với giá chỉ có 150.000 cho một chậu thôi nhé. Và bên này đây sẽ là hoàng thảo hương vani. Em có 3 lô hoàng thảo hương vani. Lô này em gọi là lô đang hoa này ạ. Nhiều hoa này em gọi là lô số 1 nhé. Lô số 1 cái hương vani thì hương thì thơm tuyệt vời, hương thơm rất là tuyệt luôn cô chú anh chị ạ. Cái lô hương vani này em xin phép được bán với giá 80.000 cho lô số 1. Lô số 2 cũng rất là xanh tươi. Tuy nhiên thì hàng này nó đã đa số là đã nở hoa rồi ạ. Đã tàn hoa rồi ấy cô chú anh chị. Nên là cô chú anh chị lấy về làm giống thôi ạ. Lô số 2 này em bán với giá là 60.000 này, rất là đẹp này. Và lô tiếp theo sẽ là lô số 3, em cũng bán với giá là 60.000 đó, cho 3 lô hương vani như vậy. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cái em có dòng lan hoàng thảo trầm tím. Trầm tím thì cô chú anh chị biết rồi ạ. Dòng lan hoàng thảo trầm tím này có lẽ là một trong những dòng lan hàng rừng mà hoa thơm nhất trong tất cả những cái dòng hoàng thảo ấy cô chú anh chị. Trầm tím này em bán với giá là 800.000 trong 1 kg và em sẽ bán từ 0,1 kg nhé. Hiện tại hàng đang có mầm xanh tươi như vậy này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái bảng long tu, à không phải bảng long tu xuân mà bảng đây là những cái bảng vôi chứ cô chú anh chị. Và cô chú anh chị biết rằng là giá của hoàng thảo vôi thì không rơi dưới 200.000 trong một bảng đúng không? À 200.000 trong 1 kg đúng không ạ? Một trong những cái loại lan mà về hương thơm là nó chỉ đứng sau trầm tím thôi cô chú anh chị ạ. Và một cái bảng như thế này thì cô chú anh chị thấy là cực kỳ là nhiều mầm,
rất là nhiều mầm nhé. Từ 8, 9, 10 mầm trở lên và em chỉ bán có 140.000 cho một chậu thôi, bảng thôi. Và thực ra thì em nghĩ rằng là hiếm có cái lô vôi nào mà giá nó rẻ như vậy lắm. Đây là cái lô mà nhà vườn người ta đang xả hàng ấy, thì nên là cái giá của nó mới được rẻ như vậy thôi. Chứ bình thường thì bảng một bảng vôi như vậy cũng phải rẻ nhất là 180 của chú ý chị ạ. Và sang bên này đây thì em có những cái chậu đen rô xuân nhé cô chú anh chị nhé. Dòng này dòng đen rô xuân, và cô chú anh chị biết rồi là đen rô xuân thì hoa nở vào đúng thời điểm Tết và cực kỳ là sai bông đúng không ạ. Và bình thường cứ mỗi đến năm đến Tết ý, thì bên hàng Trung Quốc người ta thường tuồn sang Việt Nam mình là những cái giò đen rô xuân hàng đang chi chít là nụ để mình thưởng thức hoa ấy ạ. Và một chậu một thân hai thân thôi cũng tầm 200 cho đến 250 rồi đó. Còn ở đây, đây là hoàn toàn là những cái chậu đen đô xuân của hàng Việt Nam mình, cô chú anh chị nhé. Rơi vào 5-6 thân trở lên, rất là khỏe, rất là đẹp như thế này. Đó, hàng đảm bảo cây giống của chú anh chị chơi hoa xong rồi, đến Tết chơi hoa xong rồi. Thì mình còn để nhân giống rất là tuyệt vời nữa. Em bán chỉ có 160 thôi, cô chú anh chị ạ. Một chậu như thế này mà nở thì đúng là quá là rực rỡ luôn ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc Hawaii tím xưa. Đó, Hawaii tím xưa trước đây một thân là trên 200.000 cho một thân luôn đấy cô chú anh chị. Trên 100.000 cho một thân luôn ạ. Một chậu như vậy thì rơi vào 4 5 thân trở lên, em bán chỉ có 150 thôi. Bên này sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ này cô chú anh chị này. Những cái chậu trầm rồng đỏ lá xếp tăm tắp và chậu rơi vào ít nhất là 3 thân. Đó. Chậu rơi vào ít nhất là 3 thân rất là đẹp như thế này cô chú anh chị này. Rất là khỏe và rất là đẹp như vậy nhá. Và một cái chậu trầm rồng đỏ này em cũng bán với giá chỉ có 150.000 cho một chậu thôi. Hàng trầm rồng đỏ thì hoa cũng nở vào thời điểm Tết, bởi vì cô chú anh chị thấy là hàng năm cứ đến Tết là cái trầm rồng đỏ này sẽ thường bán rất là chạy hàng ạ. Và mỗi một thân thì khi mà đến Tết là không rơi dưới 100.000 cho một thân đâu. Và bên này đây sẽ là những cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Mấy dòng hàng mà hoa trắng nuột nà và họng điểm xíu hồng cực kỳ là sai bông và hoa rất là thơm, cũng nở vào thời điểm Tết ạ. Một chậu sẽ rơi vào 3 thân hoặc là một chậu có thể rơi vào 4 thân. Nhà nếu như là 4 thân thì nó sẽ ngắn hơn cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng này, cô chú anh chị nhìn thấy là thân xanh biếc và trong vắt như vậy, là hàng hoàn toàn ươm ki và chuẩn nạt bông nhé. Với giá em chỉ bán có 140.000 cho một chậu thôi ạ. Hoa rất là sai hoa luôn ạ. Và sang bên này đây sẽ là những bảng giả hạc Pháp. Khi cô chú anh chị sở hữu những bảng giả Pháp này, chắc chắn một điều là cô chú anh chị sẽ có một suối hoa hồng ở thời điểm Tết rất là đẹp luôn. Một bảng giả hạc Pháp như vậy rơi vào 8, 9 thân, 7, 8, 9 thân trở lên, em bán 160.000 cho một bảng giả hạc Pháp. Bên này sẽ là những cái cây lan vũ nữ hoa anh đào ạ, hàng đang hoa hoặc là đang nụ. Em bán với giá là 140 cho một chậu, chậu rơi vào 4 giả hành, 4 giả hành, 5 giả hành trở lên. Và bên này sẽ là cái dòng lan là tiểu thần tiên, vũ nữ tiểu thần tiên đang nụ, nhiều giả hành 140 cho một chậu. Và dòng lan ngọc nữ, cũng hàng cũng đang nụ ạ, với giá cũng 140 nhá. Và bên này thì em có những cái chậu lan hài. Đây là chậu lan hài màu die xanh, hoa rất là to. Cái màu sắc hoa là xanh cốm, rất là đẹp nhá. Một chậu ít nhất là 2 thân và cực kỳ là khỏe đẹp, với giá em bán là 250 cho một chậu. Còn bên này đây sẽ là dòng lan hài Vân Nam, chậu cũng rơi vào 2 thân, em bán là 120. Và bên này sẽ là dòng lan Lecochilium, hài Lecochilium với giá 150 cho một chậu một cây ạ. Bên này thì em có hai cái chậu cát nhá. Dòng cát Laia, dòng cát một lá bông đại, và đây sẽ là một cái cây sẽ là hoa tím và một cây sẽ là hoa vàng. Đấy, hai cây rất là khỏe và đẹp, bình thường em bán là 110 cho một chậu. Hàng hôm nay thì em xin phép còn cặp cây này em bán với giá là 160 nhé cô chú anh chị nhé. Cây rất là khỏe, rất là đẹp luôn ạ. Sang bên này sẽ là những cái phần tổ quạ. Hiện tại thì hôm nay thì người ta lại dân người ta rảnh như là họ có đi kiếm được một ít cái phần tổ quạ này. Cô chú anh chị có thể trồng làm tiểu cảnh bằng cái giá thể trồng lan rất là tuyệt vời. Những cây tổ quạ này. Em xin phép được giới thiệu từng cái phần cây tổ quạ một này. Hình tổ quạ số 1 nhé cô chú anh chị nhé. Tổ quạ số 1 là một cây tổ quạ kép, hay nhìn như kiểu cây tổ quạ kép ấy cô chú anh chị ạ. Đây thì em đã cắt cái lá này đi rồi, sau này nó sẽ mọc lại và nó sẽ tròn. Cây tổ quạ này em bán là 35.000 ạ. Cây tổ quạ số 2 cũng là 35.000 cô chú anh chị nhá, khá là lớn. Tổ quạ số 3 là một cặp gồm có hai cây tổ quạ lớn của chú anh chị này. Đó, cây thì chắc là lớn cũng dài hơn 20 cm rồi, mỗi cây to trong cái tổ quạ này này. Ở cái đường kính ạ, em bán hình này với giá là 60.000. Và hình tiếp theo là hình số 4 là một cái phần ba cây tổ quạ, em bán lô này với giá là 60.000 cho hình tổ quạ này. Và hình tổ quạ số 5, tổ quạ số 5 cũng là hai cây tổ quạ khá là lớn, em bán là 55.000 cho hai cây tổ quạ này. Tổ quạ số 6 là hai cây tổ quạ to rất là đẹp luôn ạ. Và hai cây tổ quạ này em cũng bán là 60.000 nhá,
cho hai cây tổ quả này. Và hình tổ quả số 7 là 3 cây, với nhóm tổ quả 3 cây này em bán với giá là 60.000. Và hình tổ quả số 7. Tổ quả số 8 chứ. À đây là tổ quả số 7 là 3 cây, 60.000. À, tổ quả số 7 là 2 cây khá là lớn. Hai cái tổ quả này em cũng bán là 60.000. Và tổ quả số 8 cũng là 2 cây. Đấy, à tổ quả số 9 chứ. Tổ quả này tổ quả số 8. 60.000 và tổ quả số 9 em cũng bán 60.000. Sang bên này sẽ là rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi ở đây. À, để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những phần lan ưng ý nhất nhé. À, đặc biệt là hôm nay em có những cái cây Phú Thọ, những cái cây HO, hàng ươm ki. Hàng ươm ki hiện tại đang chuẩn mặt bông cây giống và những giò dáng hương đuôi cáo rất là đẹp, những trụ cáo cực kỳ là tuyệt vời để giao lưu cùng cô chú anh chị này. Xin phép được giới thiệu từ những cái hình đầu tiên trở đi ạ. Một cái lô ki HO duy nhất siêu rẻ ạ, siêu rẻ để giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. À, cái lô ki số 11 em gọi bắt đầu từ hình số 11 đây. Và hình này là có 3 ki về cô chú anh chị làm được một chậu, hàng này chuẩn nhá cô chú anh chị nhá, hàng chuẩn cây giống đấy ạ. À, lô ki số 11 này em xin phép được bán với giá là 130.000 cho 3 ki HO, chiều dài từ 5 cho đến 9 10 cm gì đó. À, lô số hình số 12. Số 12 này ở đây thì em có tất cả là 3 ki rất là đẹp này. Mới phần 3 cắt ki, 3 ki rất là đẹp. Hình này em xin phép được bán với giá là 190.000. Đó, 3 ki rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình ki số 13, 180 hình này thì em xin phép được bán 200.000. Hình này là có 4 ki nhé cô chú anh chị nhé, 200.000. Tức là mỗi một ki chỉ có bao nhiêu tiền ạ? Chỉ có 40.000 trong ki ạ. Cực kỳ là rẻ luôn. Hình tiếp theo là hình số 14. 14 này có tất cả là 3 ki và em bán với giá là 140.000. Và hình tiếp theo hình 15, hàng này em bán rẻ không có nghĩa là không chuẩn cây giống đâu cô chú anh chị nhé. Hàng hoàn toàn là ươm ki và bảo hành mặt hoa cho cô chú anh chị. Hình này có hình 15 có 3 ki rất là dài và đẹp. Giá em cũng bán là 140. Và hình số 16, hình này có 4 ki. 4 ki này em bán là 160.000 và hình 17. Hình 17 là 3 ki 130.000. Và hình tiếp theo 18 HO 18 140.000 cho 3 cái ki này. Và sang bên này sẽ là những cái cây Phú Thọ cực kỳ là đẹp, những cây Phú Thọ siêu khỏe đẹp luôn ạ. À, cái Phú Thọ hình số 19 có 2 ki, mỗi một ki chắc dài trên 20 cm em bán với giá là 150.000 nhá. Và hình tiếp theo 20 cũng là 2 ki dài đẹp với giá em bán là 120.000. 21 120.000 cũng là Phú Thọ. 22 Phú Thọ 22 cũng 120.000. Và Phú Thọ 23 với giá là 160.000 là 3 ki. Và Phú Thọ 24 là 120.000 2 ki. Và Phú Thọ 25 120.000 cũng 2 ki. Và Phú Thọ 26 150.000 cho 3 ki. Phú Thọ số 27 140.000 cho 3 ki. Phú Thọ 28 140.000 cho 3 ki ạ. Cái này sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo. Hàng này là hàng rời này cô chú anh chị này. Tầm bây giờ cô chú anh chị về ghép chắc chỉ khoảng tầm 10 ngày cho đến 15 ngày là ra rễ cực kỳ là đẹp rồi. Lô này có đến 16 cây và em chỉ bán có 120.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Là hình 29 ạ, 16 cây. Hình tiếp theo là hình số 30. 30 này cô chú anh chị này, cực một lô cáo cực kỳ là đẹp luôn ạ. Hình tiếp theo hình 30 em bán là 120.000. 180.000 cho cái hình số 30 ạ. Hình số 30 180.000 có 12 cây ạ. Và hàng lá xếp rất là đẹp này cô chú anh chị này. Đấy, hàng lá xếp cực kỳ là đẹp luôn nhá. Hình tiếp theo là hình số 31, 17 cây ạ. 17 cây ở cái hình này em bán với giá là 140.000. 140.000 có 17 cây. Hình 31 là có 17 cây là 140.000. Và hình tiếp theo là hình số 32 có 6 cây. Rất là to, cực kỳ là mướt và đẹp luôn. Hình này em bán với giá cũng 170.000 ạ. Cô chú anh chị thấy là mỡ màng cực kỳ là đẹp luôn nhé. Cái lô cáo hình số 32 ạ. 6 cây 170.000. Hình tiếp theo sẽ là một chậu cáo thuần. Nếu như cô chú anh chị nào mà chưa đủ tự tin, cáo mùa này thì ghép cực kỳ là dễ luôn, chưa đủ tự tin cô chú anh chị hãy lấy hình cáo này này. Cô chú anh chị này, chậu này là có 3 cây nhé, em bán với giá là chỉ có 180.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 34. 34 thì ở đây là cũng là 4 cây, em bán với giá là 200.000. Hình 35 là một cái chậu đang có 2 cái cần nụ cực kỳ là đẹp này. 2 cần nụ cực đẹp luôn. Và tổng tất cả là có 5 cây. Ở chậu này em bán với giá cũng 200.000. Và tiếp theo sẽ là chậu số 36. Cái chậu này có nhiều cây và
cũng 4 5 6 cây gì đó và cũng đang một nụ em bán 200.000. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái giò giáng hương đuôi cáo, mà giò này là bao nhiêu cây nhỉ? Chỉ có 3 cây thôi cô chú anh chị này. Đó. 3 cây cáo thôi nhá. Mà cô chú anh chị thấy là 3 cần hoa đẹp một cách lung linh như thế này này. Đấy, thế nên là với những cái phần giáng hương đuôi cáo kia thoải mái cô chú anh chị về có thể ghép cho mình những cái giò cáo rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Một phần rất là nhiều cây thì cô chú anh chị có thể ghép cho mình những giò cáo rất là đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Cái giò cáo này thì hoa cánh mai rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Đấy, thơm cực kỳ là thơm. Bên ngoài thì hoa của nó cái sắc hoa cũng như cánh trắng tím pha trộn nhìn óng ánh rất là đẹp ạ. Ở sang bên này thì em có một cái trụ cáo. Cái trụ cáo này thì đa số đều là cây lá xếp cô chú anh chị ạ. Với trụ cáo này thì em xem nhá. Đáng tiếc là lô này nó không có nụ thôi, chứ còn thì chắc chắn là sang năm cô chú anh chị sẽ có những tác phẩm cáo rất là đẹp luôn này. Chỗ này trên này có 3 cây lá xếp này cô chú anh chị này, 3 cây lá xếp nhá. Và dưới này cũng là những cây lá xếp này, và có cả những cây con này này. Đấy, cây con nữa. Chỗ này là cây mẹ con cáo lá xếp này. Trên này có 3 cây nữa. Tổng thì giò này có 6 7 cây cáo, 7 8 cây cáo gì đó. Đấy, một cái trụ cáo cây lá xếp rất là đẹp. Và cái trụ cáo này em xin phép được bán nó với giá là 350.000 cô chú anh chị nhá. 350.000. Giá thể thì bằng gỗ và hàng thì gỗ rất là khỏe, chắc khỏe cô chú anh chị nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 39. Cô chú anh chị nhìn cho em. Cái trụ cáo phải nói là cực kỳ là tuyệt vời. Toàn bộ đều là những cây xếp V ấy, cô chú anh chị. Đây này. 1 2 về cô chú anh chị có một cái trụ cáo ngắm thân lá không đủ mê rồi. Thì chỗ trên này, một phần ở bên dưới kia nữa. Bên dưới này có riêng 4, bên dưới này là có 5 cây rồi. Trên này có 2 3 4 5 6. Đấy, trụ cáo này phải tầm trên 10 cây cô chú anh chị ạ, mà hàng lá xếp lá láng cực kỳ là đẹp như vậy. Với trụ cáo này em xin phép được bán với giá là 440.000 cho trụ cáo này cô chú anh chị nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 40. 40 em xin phép được bán 290.000 cho cái trụ cáo này. Cây này cô chú anh chị thấy là cây mẹ con này. Đó, lá xếp này rất là đẹp này. Bên dưới kia nữa đây. Trụ cáo này thì có tất cả là 2 cây này, 4 cây, 5 cây, 6 cây. 290 cho cái trụ cáo này này, cây lá xếp rất là đẹp. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 41. 41 cái trụ cáo này thì có tất cả là 5 cây, 3 cây bên dưới là 2 cây bên trên, rất là đẹp như vậy. Trụ cáo này em bán là 230. Đó. Trụ cáo này thì có 3 cần hoa và hiện tại đang có một cái cần hoa nở rồi cô chú anh chị nhìn cho em. Hoa cánh mai đẹp lung linh luôn như thế này cô chú anh chị nhá. Đấy, 230 cho trụ cáo này. Và hình tiếp theo là hình 42. Cái giò cáo này em xin phép được bán với giá là 180.000. Hiện tại đang có 3 cần nụ. Tuy nhiên thì nụ của nó là em thấy là nó cũng có ảnh hưởng, nên là chắc khi nở nó cũng sẽ không được đẹp lắm. Sang hình tiếp theo sẽ là một cái chậu số 43. Chậu này em bán là 200.000 cho 4 cái cây cáo xếp rất là xinh là 44. 44 một cái trụ giò cáo này. Giò cáo này thì có bao nhiêu cây nhỉ? Cây này thì trước đây là bị gãy ngọn ấy, nhưng hiện tại đã mọc lên cây mới rồi. Đó, cái cây bên giữa này thì rất là to này cô chú anh chị này. Cây mẹ con rất là to luôn nhá. Đây này, cây mẹ con này. Đấy, cây mẹ cây con rất là đẹp này. Cây này thì đang mọc cây con lên. Cây bên này đang có một cái cần nụ này. Đó, và cái giò cáo này thì em sẽ bán cực kỳ là rẻ thôi. Rất là rẻ nhá cô chú anh chị nhá. Là chỉ có 140 ạ. Sau bên này sẽ là điệp tím của vùng Cao Bằng. Trong những cái mặt bông mà cô chú anh chị biết rồi, trước đây khi mà điệp đang hot thì người ta cực kỳ là săn đón cái mặt bông của điệp tím vùng Cao Bằng. Cái giò này thì hiện tại đang có một cần hoa tím lịm luôn. Hoa thì gần như là môi tuyết và cái sắc hoa tím cánh sáp bóng rất là đẹp. Đang có một cái cần nụ tím lịm với 2 mầm gốc. Em xin phép bán giò này với giá là 180.000. Đấy, bên này còn có một cái thân này với cả rất là nhiều ki. Và bên này sẽ là một cái giò lá mít nhựa, lá gân rất là đẹp này cô chú anh chị này. Có tất cả là 5 mầm gốc cô chú anh chị ạ. Và đang có 4 cái cần nụ, em bán với giá là 350.000 cho giò điệp này. Sau bên này sẽ là một cái giò điệp mà cô chú anh chị có thể làm một cái tác phẩm rất là tuyệt vời luôn. Đây cô chú anh chị. 10 mấy mầm gốc ấy cô chú anh chị. Và khá là nhiều thân hoa xoay tròn rất là đẹp như thế này. Đó. Và cái giò này em xin phép được bán với giá 800.000. 2 này, 4 này, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 và cũng 11, 12 mầm gốc. Và cũng rất là nhiều những cái thân hoa ở đây. Đó. Em bán xin nhắc lại là 800.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 48.
Giò 48 này cô chú anh chị thấy là cũng đang mầm gốc này, rất là nhiều cần hoa ở đây. Đây, 1 2 3 này, 4 5 6 2 4 6 cái cần nụ nhá, chú anh chị nhá, 6 7 cái cần nụ ở đây ạ. Và cũng đang có 5 mầm gốc như vậy. Đấy, một giò rất là sum suê này. Em bán cái giò này với giá cũng chỉ 350. Và hình tiếp theo sẽ là một cái giò mà mầm xanh tương lai đây ạ. 5 mầm thân thủ vô cùng là đẹp. Hiện tại thì đang nở hoa. Đó, đang nở hoa. Cô chú anh chị có thể thấy là cánh hoa sáp bóng nhá. Và hàng môi rất là xinh này, cô chú anh chị này. Đó, cánh hoa bầu tròn rất là đẹp nhá. Với giò điệp này thì em xin phép được bán nó với giá là 300.000 thôi chứ. 300.000 thôi cô chú anh chị ạ, nhìn mầm không đã đủ mê rồi. Sau bên này đây là một cái dàn nụ đây cô chú anh chị. Dòng hàng thân thủ, một cái chậu điệp mà đang có hai cái thân hoa. Và hàng thân thủ cao đến cả mét luôn và khá là nhiều mầm gốc ở đây. 23 mầm gốc ở đây và giò này em bán với giá là 240.000 ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 51. 51 đây cô chú anh chị này. 51 chậu này là có 5 mầm gốc và 3 cái thân hoa. Em bán cái giò này với giá là bao nhiêu ạ? 280.000 cho giò này. Hình tiếp theo sẽ là hình số 52. 52 ạ. 52 này cũng là đây, hàng lá mít rất là đều đẹp nhá. Hình này thì cũng đang có 3 thân nụ. Em bán giò này với giá là 270.000, đang có 3 thân nụ và nụ cực kỳ là tím ở đây ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 53. Hình này thì có bao nhiêu mầm gốc đây? 2 4 5, cũng là 5 mầm gốc và rất là nhiều thân hoa. Xòe đẹp 2 4. Cũng là 4 5 thân hoa, 4 thân hoa của chú anh chị ạ, kỳ trên thân nữa. Cái giò này em xin phép được bán với giá cũng là 350.000 này. Tiếp theo sẽ là hình số 54 ạ. Hình số 54 cũng là một cái giò lá mít này. Cái giò này thì hàng lá mít nhé, cũng là hàng lá mít lá gân, hiện tại là đang 3 mầm gốc ạ. Và đang có 1, 2 cái thân hoa đẹp này. Cái giò này thì em bán với giá là 280.000 cho giò điệp này. Hình tiếp theo bên này sẽ là những cái chậu phú thọ và HO mà đã trồng thuần ở trong chậu rồi. Cô chú anh chị có thể lấy. Cái chậu này là chậu phú thọ. Hai chậu phú thọ, chậu số 1 150.000, chậu số 2 với giá em bán là 180.000. Và HO chậu số 1 nhá, với giá là 450, chậu số 2 với giá 450 và số 3 với giá 450, số 4 450 và số 5 450. Bên này đây sẽ là những cái chậu những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng ạ, miến rong phe đén 100.000 trong một túi 1 kg nhá, mắc mật khô 100.000 trong một túi, 120.000 trong một túi 1 kg, chuối hộp khô với giá là 100.000 và hàng tinh 200.000 trong một túi 1 kg và nấm ngọc tổ với giá 150. Tầm gửi cây rễ một tầng với giá 120, tầm gửi cây chanh 220 và tầm gửi kinh yến 190 và măng lưỡi lợn với giá là 200.000. Sang bên này sẽ là những cái chế phẩm vật tư dành cho hoa lan nhé. Vỏ thông em có size 1 2 3 4 và đồng giá là 20.000 trong 1 kg và cả vỏ thông vụng, tức là đủ size ạ. Và bên này là giấm vụn, một cái giá thể trồng lan hết sức là tuyệt vời với giá em bán là 40.000 trong 1 kg, rêu rừng là 50.000 trong 1 kg nhé. Atonic là 10.000 trong một gói, duy xanh 50.000 và duy đỏ sẽ là 60.000 ạ. Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp nhé, 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp ạ. Dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ, B1 Super Thái hormone tăng trưởng với giá là 85.000, 50.000 trong một lọ, B1 Thái 40.000 và B12 giải độc cho cây với giá là 30.000. B1 Thái thì lại không lấy ra rồi. B12 ạ. Và siêu da rễ N3M với giá là 30.000 trong một lọ nhé. Liền da Mỹ Tiến là 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá 30.000 trong một lọ và ba loại phân bón lá đồng giá là 35.000 trong một lọ nhé. Ba loại phân bón dạng túi lọc ạ, một hộp như vậy. Với giá với 20 túi lọc bên trong em bán là 35.000 cho một hộp. Và bên này là siêu da rễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói. Một cái túi như vậy là 1 kg với giá là em bán là 50.000 nhá. Một hộp như vậy là 1 kg em bán với giá là 130.000. Dây buộc lan chiều dài 100m với giá dao cắt kèm theo tiện dụng với giá em bán là 35.000 ạ. Và bên này sẽ là cái phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Cái túi sản phẩm như vậy em xin phép được bán với giá là 35.000 thôi ạ. 35.000 trong cái sản phẩm như vậy thôi. Và trong cái sản phẩm phân này thì không chỉ có phân trâu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương. Và cô chú anh chị biết rằng tìm hiểu giá trên thị trường thì người ta bán phân trâu qua xử lý và nén viên thôi cũng không dưới 60.000 rồi đúng không ạ. Thì ở đây bên em không chỉ có phân trâu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương ở trong đó nữa, nên là nó sẽ cung cấp cái giá trị dinh dưỡng một cách tối đa nhất cho cây trồng.
trồng, đảm bảo cái sản phẩm vô cùng là chất lượng và đồng thời thì vô cùng là rẻ cô chú anh chị nhé. Cái sản phẩm này thì đối với phân dòng phân trâu thì em thấy là so với những dòng phân khác như là phân dê thì sản phẩm phân trâu này nó rất là lành tính hơn rất là nhiều so với các dòng phân dê đấy ạ. Nó có thể nó không bị đen đầu rễ, còn đối với phân dê có thể không sử dụng cẩn thận có thể bị đen đầu rễ khi mà cô chú anh chị bón lan ấy. Đấy, đây là một cái sản phẩm thực sự rất là tuyệt vời nhá. Bên này thì em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt. Lọ như vậy em bán với giá là 40.000, nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí và mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn đấy ạ. Giảm đau hiệu quả mà không gây nóng rát cô chú anh chị nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có và